Hello anh em nha, cảm ơn em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ dẫn anh em cùng đi sửa lại chiếc em Winner với mình nha, đi tuốt lại Winner này để mà mình chuẩn bị cho chuyến đi tour sắp tới nha anh em. Sắp tới mình cũng có một chuyến đi lên Sài Gòn nên là bây giờ mình phải tuốt tát chiếc xe mình lại đã. Rồi bây giờ mình sẽ nói luôn cái tình trạng xe Winner của mình nha. Trước tiên là thì mình nghĩ là cái bugi nó là thứ nhất, là bugi nó có thể là nó hơi tới bugi rồi anh em ạ. Mấy hôm nay nhiều bữa trời mưa đó, đề rất là lâu mới lên. Đề của này mình sót cục đề vải, trong khi hôm trước á cái cục đề của mình mình mới thay thang đề có bẹp rồi. Và bây giờ đề nó khó lên, bấm hoài nó không lên. Thì mình nghĩ là xác định nó là chắc lỗi là do bugi. Nên là sẽ gài hãng kiểm tra lại, nếu mà bugi thì thay bugi thôi. Bugi nó giá nó rẻ lắm anh em ạ, 100 ngoài nghìn à. Thứ hai là thay nhớt nè. Thứ ba là kiểm tra sên trong dĩa, cũng tới lắm rồi, chắc thay luôn á. Thay sên dĩa luôn. Còn lốp thì mình lên Sài Gòn mình thay luôn nha anh em. Tại vì ở đây nó không có những cái cơ sở mà bán thay lốp lớn như ở Sài Gòn. Mình lên chở mình thay một cặp đun lốp tiếp. Cặp đun lốp này mình thay mình chạy mấy năm rồi em ạ. Nên là bây giờ sẽ lên chở tiếp tục quốc một cặp đun lốp. Và nhờ anh kiểm tra lại cái cổ xe của mình nữa. Tại hôm trước mình đậu bị lật xe đó anh em. Nên là cái cổ xe của mình bây giờ chạy cảm giác nó hơi bị nỉển tí xíu. Đáng mình sẽ qua bản để kiểm tra lại, nếu có hơi bị nỉển gì đó thì nhờ bên hãng bản chỉnh lại cho mình luôn. Mình về hết rồi, bao nhiêu đó thôi nè mà. Còn những anh em nào mà đi tour xa thường xuyên á, anh em phải kiểm tra nhiều thứ nữa. Những anh em mà đi tour xa, thật xa thì nên kiểm tra thêm dàn điện nè, đèn, đốm, phanh. Đó. Nước mát nữa anh em ạ. Mình thì xe mình thì kiểu như là mình cứ đi, mình bảo dưỡng những cái cơ bản thôi. Còn những cái mà như trong máy móc á, là khi nào mà nó phát sinh hỏng ngóc á thì mình đi sửa, mình đi fix lại thôi. Chứ mình cũng không có quá đặt nặng vấn đề là mình phải đi kiểm tra định kỳ những cái bộ phận đó. Nhưng mà nếu anh em có thời gian, anh em có đam mê và thì anh em cứ đi kiểm tra nó nha, kiểm tra định kỳ. Giống như mình đã từng chia sẻ với các bạn cách đây không lâu đó, là trong những video trước đây đó, là khi mà xe Winner mình đi được khoảng 20-50.000 km đấy, thì anh em nên kiểm tra họng xăng kim phun nè, vệ sinh lại, hoặc lọc nhớt nữa, tháo nồi ra và vệ sinh miếng lưới lọc nhớt đó. Nếu mà bố nồi xuống thì một là thay lá bố, lá sách, hai là mình muốn bóc hơn thì mình độ lại bốn cái lò xo độ cho nặng, côn nó nặng hơn tí xíu nó bắt nồi hơn đó, vậy thôi, đơn giản cái xíu vậy thôi này mà. Còn anh em nào muốn chơi bài máu lửa hơn á thì bô xăng lửa, mở tua lên trái cái kiểu. Như mình thì mình không có đam mê đó lắm anh em ạ. Tại vì mình chỉ thích làm nhẹ nhẹ thôi. Làm nhẹ nhẹ đừng cho đổ quá. Tại vì là xe mình á, mình để đi đường xa rất là thường. Nếu mình đổ quá đó anh em thì việc mà nó ổn định, nó duy trì cho một cái quãng đường xa thì nó sẽ không còn, nó sẽ không đảm bảo cho mình anh em ạ. Nên là mình cứ để xe zin, mình đổ nhẹ nhẹ thôi để mà vừa đủ để mình có thể vừa đi mạnh trong nội ô và vừa đủ để đi xa. Chứ anh em độ nhiều quá, lên trái độ xăng lửa này kia mình đi tour xa nó sẽ không ổn định đâu nè, sợ nhiều phải vấn đề phát sinh đó. Qua cái ngã ba này thì mình sẽ đi sát qua lề bên trái luôn nha.
sát qua lề đây luôn, mình sẽ đi lên lề tí xíu tại vì cái hãng nó hét nó ngay đây luôn đó. Coi em chiếc xe với anh. Ờ, anh kiểm tra bugi giùm em chứ. Nó mấy nay trời lạnh đó anh, là nó đề không lên luôn. Nếu mà anh coi em nữa hỏng 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 thì anh thay bugi giúp em chứ. Có gặp dạng bị nước hay là mưa gì là nó đề nó bị chậm không? Không còn nước mưa nữa. Nhiều khi đậu qua đêm mà trời lạnh lạnh cái là sáng đề mệt lắm. Đề lâu lắm mới nổ. Dạ đề lâu lắm mới nổ. Với anh thay xin dễ em chứ. Chắc cũng tới ha anh. Dạ. Duy thay nhớt lại 300 anh. Rồi, nhớt lại 300 dễ kiểm tra bugi. Duy anh coi em cái cổ với hôm trước lật cái em giờ chạy cái cảm giác nó hơi niễn niễn thôi á. Em kiểm tra nó có niễn anh chỉnh nó giúp em chứ. Rồi. Chắc hết rồi quá. Như thế thôi. À, với anh siết cái cùm ngay đây giùm em đi. Rồi. Dạ. Dạ rồi. Nhớ 300 mấy kiểm tra cổ. Dạ rồi, vậy chừng nào xong bên ấy gọi em ha. Thông tin rồi, thông tin đây rồi. Rồi có làm đây nhiều lần. À. Dạ rồi. Dạ. Bây giờ mình loại sang cà phê anh em nhé. Loại sang uống cà phê. Chứ đợi làm hết cái hề đó chắc lâu lắm. Với tại vì chỗ anh Nguyên mình cũng quen á, mình cũng làm thời gian rồi nên có thông tin của mình hết. Khi nào xong họ gọi đây. Lấy chiếc Winner. Nó tính tỉ em anh. Ủa cái cổ xe em nó có bị niễn không anh Nguyên? Không, nó niễn bên à, chỉnh lại à. À chỉnh rồi phải không? Dạ. Dạ đúng rồi. À, chiếc Winner 26088. $234. Đầu của ổng là mạnh này. Nhưng mà cái nồi nó cái gì xin buồn đó hả? Có mà muốn tiền. Xong luôn ha, ok đúng không? Dạ rồi, em cảm ơn nha. Dạ. Xong có khác em ạ, nó mướt rượt luôn, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. À, bây giờ thì mình thay sửa Ngọc Anh, hát Ngọc Anh ở đường phường 6 anh em. Nhớ anh em nào ở thành phố Cà Mau thì anh em cũng có thể ra đó mà sửa nha. À, nó nằm ở gần ngã ba của đường 3 tháng 2 và đường Lý Thường Kiệt á. Chỗ sửa cũng rất là uy tín nè. Tại vì mình sửa nó cũng mấy lần rồi nên mình cũng có quen cái anh cái kiểu mà kỹ thuật trưởng ở đó là anh Nguyên sửa cũng thấy có uy tín là ok. Quẹo đây nha. Có thay sơn dĩa cho mình luôn. Giờ quá ok rồi. Đó.
này thấy sữa xong. Nhìn sạch sẽ đẹp trai không? Sơn sơn đĩa mới luôn nè. Đây sẽ quay lại cho anh em xem nè. Tùm thắng xiết rồi. Ok. Giờ coi nha. Chốt cài 11.000 một cái, dầu nhớt 311.000, thay nhớt là hết 300 nè. Mobil 182.000, nắp chụp buji. À thay buji mà nắp chụp mới luôn. À chi tiết công việc này chắc là tiền công thợ đó anh em ạ. 200.000, chi tiết phụ tùng là 1.334.000. Cái này là 1.034.000. Còn 200.000 nó là tiền thay sơn xích, thay bình thường là 100.000, với vệ sinh kim phun 100.000 nữa, 200.000. Có vệ sinh kim phun đó là ok rồi. Ok. Rồi, để đi nha. Ủa, mình phải có cái xe mắc cây cái để đây gớt dọc đường chết luôn ạ. Phát một lên luôn. Rồi quá ok luôn em ơi. Rồi thì đó là toàn bộ những cái chi tiết mà mình đã bảo dưỡng và thay thế và sửa chữa. Anh em nào ở Cà Mau chưa biết chỗ để làm, anh em có thể ghé Ngọc Anh nha. Tại Ngọc Anh nó là cái head của Honda luôn. Hoặc là ở Cà Mau mình thì có hai head. Head Ngọc Anh ở đường phường 6 và head của Nam Bình luôn. Anh em nào sửa head của Nam Bình đó thì anh em đi đường khách sạn Mường Thanh, anh em gần khách sạn Mường Thanh chạy ra. Gần đó có cái Nam Bình 9 á, anh em ghé đấy. Mùi xe mượt hơn hẳn luôn em ạ. Rất mượt luôn. Lúc trước khi cái mình sửa thì lúc mình đi cái số 4 này là lúc mình giảm ga lại nó có hơi bị ngợp, kiểu nó hơi bị giật xe đó em ạ. Hoặc là đi những cái số nào cũng vậy luôn, những số thấp hay số cao thì cái mình giảm ga lại quá thấp đó, nó hơi bị giật, không phải giật theo kiểu mà dòng tua nha anh em. Mà giật mình cảm giác nó hơi giật khác, rất là khác, nên là bây giờ phích xong luôn rồi mình nghĩ là chắc là do kim phun, vệ sinh không tăng kim phun, vệ sinh bùn đốt xong rồi máy nó hoạt động êm hơn. Giờ rất là mượt luôn em ạ. Rồi sắp tới mình sẽ lên Sài Gòn mình thay cặp lốp luôn, lốp là xong luôn em ạ, là lúc đấy đi chơi đi tour thoải mái rồi. Mố thắng sau mình mới thay gần đây rồi. Còn mố thắng trước thì nó chưa hết nên mình chưa thay. Đèn đốm thì do mình lại mình là thợ cũng uy tín đó, mà thợ làm đèn anh chạy đi đến giờ cũng mấy năm rồi. Nó chưa có hỏng hóc nhiều về vấn đề điện trên xe nên là cũng yên tâm. Rồi thì chắc video của mình xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian các bạn ra để xem video này của mình. Vậy thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Do là những cái hãng bây giờ cũng mọc lên rất là nhiều rồi đó anh em, nên là thường ôi chú này đậu xe giữa lộ nghe điện thoại luôn, không khác gì ninja luôn. Cũng may là đường này lớn mà đường này vắng đó anh em ạ, chứ đậu kiểu đấy mà nghe điện thoại thấy nguy hiểm là phải luôn. Do những cái nhiều cũng nhiều hết nó cạnh mọc lên và cạnh tranh đó, nên khâu dịch vụ của những cái hãng hết Honda bây giờ cũng đã phát triển rồi, rất là nhiều rồi. Uầy, nó đi không được đó ta. Qua được không nhờ? Không được mình đi vòng hay mình đi đường ngoài. Rồi, ok, đi được.
gầm cao mà đi mấy đường đấy là thoải mái. Rồi về đến nhà rồi vậy thôi nha. Mình xin video mình xin kết thúc lại đây. Bye bye anh em nhé.